Quý vị và các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin toàn cảnh quốc tế tối nay có những tin chính sau đây. Loạt UAV Ukraine tấn công căn cứ chứa oanh tạc cơ nằm sâu trong lãnh thổ Nga. NATO cho rằng Ukraine tấn công tên lửa sâu trong lãnh thổ Nga không phải làn danh đỏ. Liên Hợp Quốc lo xung đột lan rộng sau các vụ nổ máy nhắn tin khắp Liban. Tổng giám đốc WHO cáo buộc xe tăng Israel nổ súng vào đoàn cứu trợ. Hàn Quốc, Nhật Bản cáo buộc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo. Bây giờ là tin chi tiết. Các máy bay không người lái UAV của Ukraine đã bay sâu hàng trăm km vào lãnh thổ Nga để tấn công một căn cứ không quân chứa máy bay ném bom hạng nặng. Theo ký Post, nhiều trang tin địa phương đưa tin về các tiếng nổ và hỏa hoạn xuất hiện tại sân bay quân sự Angel 1 ở ngoại ô phía đông nam thành phố cảng Saratov bên bờ sông Volga của Nga vào sáng sớm ngày 17 tháng 9. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận vụ việc và cho biết lực lượng phòng không địa phương đã bắn hạ 9 UAV Ukraine và đang cố gắng tấn công sân bay quân sự Angel 1. Điện Kremlin cho hay không có thương vong hay thiệt hại sau vụ tấn công. Thành phố Saratov nằm cách địa điểm phóng UAV gần nhất của Ukraine là 750 km. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều tiếng nổ và ngọn lửa ở gần khu vực căn cứ không quân Angel 1, cùng âm thanh khai hỏa của pháo và súng máy hạng nặng. Một số blogger quân sự Ukraine cho rằng cuộc tấn công hôm 17 tháng 9 nhằm vào các loại đạn dược mới được chuyển đến sân bay Nga. Trước đó, vào chiều 16 tháng 9, nhà quan sát quân sự có tiếng ở Kiev là Vatican cho biết nhiều dấu hiệu cho thấy tên lửa đã được rỡ xuống căn cứ Angel 2. Chia sẻ trên mạng xã hội X vào sáng 17 tháng 9, nhóm Ukraine Frontline cho biết đó là một lô tên lửa hành trình KH-101-55SM được sản xuất và được vận chuyển bằng máy bay chở hàng I-176MD của không quân Nga. Theo nhóm này, các đám cháy xuất hiện tại Angel 2 là do tên lửa hành trình hoặc máy bay mới đến sân bay này đã bị UAV Ukraine đánh trúng. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ủng hộ các nước đồng ý cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa và cho rằng việc Kiev sử dụng chúng sẽ không kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Anh The Times, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng việc cho phép Kiev tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga sẽ không phải là lằn danh đỏ. Ông Stoltenberg nhắc lại rằng Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố về làn danh đỏ mà không leo thang căng thẳng, đồng thời đề cập đến sự tham gia trực tiếp của các đồng minh NATO vào cuộc xung đột. Tổng thư ký NATO nói thêm rằng ông ủng hộ các nước đồng ý cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa. Một ngày trước đó, Tổng thống Putin cho biết Kiev không thể tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga nếu không có thông tin từ các vệ tinh của châu Âu và Mỹ. Vì vậy, theo Tổng thống Putin, vấn đề không phải là việc cho phép sử dụng tên lửa của phương Tây, mà là về sự tham gia trực tiếp của các nước thành viên NATO vào cuộc xung đột. Trong khi đó, kênh truyền hình CNN ngày 17 tháng 9 cho biết Mỹ đã giảm nguồn cung vũ khí cho Ukraine do nguồn dự trữ của nước này cạn kiệt. Theo CNN, chính phủ Mỹ hiện còn 6 tỷ đô la Mỹ để mua vũ khí cho Kiev, nhưng Lầu Năm Góc không có đủ trang thiết bị và đạn dược sẵn sàng cung cấp cho nhu cầu của các lực lượng vũ trang Ukraine. CNN dẫn lời các quan chức địa phương cho biết Washington cũng đang gặp vấn đề với việc bổ sung kho vũ khí của mình. Mỹ bắt đầu tăng cường sản xuất đạn pháo 155mm và hệ thống tên lửa Patriot cho cả chế độ Kiev và các kho chứa của chính mình. Tuy nhiên, các tác giả bài báo cho biết việc sản xuất sẽ kéo dài trong nhiều năm và sẽ không đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng. Đài RT đưa tin, quan chức an ninh hàng đầu của Nga Sergei Shoigu đã đến Iran trong chuyến thăm không báo trước. Truyền thông Iran cho biết, ông Shoigu đã gặp người đồng cấp Iran Ali Akbar Ahmadian và các quan chức khác tại Tehran vào hôm 17 tháng 9. Ông Shoigu tới Iran vài ngày sau khi thăm Bình Nhưỡng và gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Truyền thông Iran cho biết Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cam kết Tehran sẽ tăng cường quan hệ với Moscow để chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây. Chính phủ của tôi sẽ nghiêm túc theo đuổi việc hợp tác đang diễn ra và các biện pháp nhằm nâng cấp quan hệ giữa hai nước. Hãng tin IRNA dẫn lời Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói với Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. Nhà lãnh đạo Iran nói thêm, mối quan hệ giữa Tehran và Moscow sẽ phát triển theo hướng lâu dài
liên tục và bền vững. Việc tăng cường và củng cố quan hệ cũng như hợp tác giữa Iran và Nga sẽ làm giảm tác động của các lệnh trừng phạt. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế sau làn sóng nổ máy nhắn tin trên khắp Liban, trong khi Mỹ, đồng minh thân thiết của Israel, khẳng định Washington không liên quan đến vụ việc. Hàng trăm máy nhắn tin do các thành viên Hezbollah và những người khác sử dụng đã phát nổ trên khắp Liban hôm 17 tháng 9, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và khoảng 2.800 người bị thương. Liên Hợp Quốc nói các vụ nổ này đánh dấu sự leo thang cực kỳ đáng lo ngại sau gần một năm xung đột giữa Israel-Hamas, cũng như giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Những diễn biến hôm nay đánh dấu sự leo thang cực kỳ đáng lo ngại trong bối cảnh vốn đã bất ổn, không thể chấp nhận được. Điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Liban Janine Tennis Bratchett bình luận trong tuyên bố cùng ngày. Bà kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, tránh những hành động hoặc lời lẽ hiếu chiến nào thêm, vốn có thể gây ra một cuộc xung đột rộng hơn mà không ai có thể chấp nhận được. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố họ không biết trước và không liên quan đến các vụ nổ máy nhắn tin hàng loạt ở Liban. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói, tôi có thể nói rằng Mỹ không liên quan đến vụ việc này và không biết trước về vụ việc này. Hiện tại chúng tôi đang thu thập thông tin. Ông Miller cũng kêu gọi Iran, quốc gia hậu thuẫn nhóm Hezbollah kiềm chế. Ông nói, chúng tôi kêu gọi Iran không lợi dụng bất kỳ sự cố nào để cố gắng gây thêm bất ổn và gia tăng căng thẳng trong khu vực. Hezbollah đổ lỗi cho Israel về các vụ nổ máy nhắn tin và thề sẽ trừng phạt nước này, nhưng Israel chưa lên tiếng. Làn sóng nổ máy nhắn tin diễn ra chỉ vài giờ vào ngày 17 tháng 9, sau khi Israel tuyên bố mở rộng các mục tiêu hoạt động quân sự của nước này. Theo đó sẽ bao gồm thêm mặt trận Liban. Bộ trưởng Y tế Liban Firas Abiad cho biết, các vụ nổ đã khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có một bé gái. Cùng với đó có 2.800 người bị thương, trong đó có khoảng 200 người trong tình trạng nguy kịch, với hầu hết các vết thương ở mặt, tay và bụng. Lực lượng Hezbollah ở Liban thề sẽ trả thù Israel, cáo buộc nước này kích nổ hàng loạt máy nhắn tin trên khắp Liban trong ngày 17 tháng 9, khiến 9 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương. Bộ trưởng Thông tin Liban Ziad Makari lên án vụ việc, gọi đây là hành động xâm lược của Israel. Hezbollah tuyên bố Israel sẽ hứng chịu hình phạt công bằng vì hành động này. Lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah trước đó cảnh báo các thành viên của lực lượng không được mang theo điện thoại di động vì những thiết bị như vậy dễ bị Israel theo dõi. Do đó, tổ chức này sử dụng máy nhắn tin để liên lạc. Một quan chức của Hezbollah nói với AP rằng các thiết bị phát nổ là sản phẩm của một thương hiệu mới mà nhóm chưa từng sử dụng trước đây. Quân đội Israel từ chối trả lời các câu hỏi về vụ nổ. Đại sứ Iran tại Liban Mojtaba Amani bị thương ngoài da trong vụ nổ và đang được theo dõi tại bệnh viện, hãng tin Fars của Iran đưa tin. Hai nguồn tin an ninh cho biết trong số những người thương vong có con trai của các quan chức cấp cao Hezbollah. Báo New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và một số quan chức khác được nắm tình hình cho biết Israel đã giấu chất nổ vào máy nhắn tin Gold Apollo do Đài Loan sản xuất trước khi chúng được nhập khẩu vào Liban. Chất nổ được đặt cạnh cục pin với công tắc có thể kích hoạt từ xa để kích nổ. Lực lượng Hamas của người Palestine ở dải Gaza gọi đây là hành động leo thang, chỉ dẫn đến sự thất bại và thua cuộc cho Israel. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ngày 17 tháng 9 nói rằng xe tăng Israel đã bắn vào một đoàn xe cứu trợ do WHO dẫn đầu hồi tuần trước. Viết trên mạng xã hội X, ông Tedros nói rằng vào ngày 14 tháng 9, một đoàn xe do WHO dẫn đầu đang trên đường trở về từ phái bộ ở miền Bắc Gaza. Khi đi qua trạm kiểm soát, đoàn xe đã chạm trán với hai xe tăng Israel, AFP đưa tin. Xe tăng đã nổ súng vào gần đoàn xe, may mắn là không ai bị thương. Đây là điều không thể chấp nhận, ông nhấn mạnh. Theo The Times of Israel, quân đội Israel chưa phản hồi về tuyên bố của Tổng Giám đốc WHO. Vụ việc xảy ra một tuần sau khi Liên Hợp Quốc thông tin một đoàn xe khác chở thành viên tham gia chiến dịch tiêm vaccine bại liệt ở Gaza đã bị khống chế bằng súng tại một trạm kiểm soát quân sự của Israel. Khi đó, Israel đã nổ súng vào đoàn xe cứu trợ bị một xe ủi đâm vào. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết, sự cố và hành vi của lực lượng Israel trên thực địa đã gây nguy hiểm đến tính mạng của nhân viên chúng tôi, ông Dujarric nói. Nêu thêm Israel cần có biện pháp bảo vệ nhân viên và tài sản phục vụ hoạt động cứu trợ nhân đạo. Hàn Quốc và Nhật Bản cáo buộc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào vùng biển phía đông nước này trong bối cảnh Bình Nhưỡng tuyên bố tăng cường kho vũ khí hạt nhân. Reuters đưa tin, Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 18 tháng 9 cho biết
Triều Tiên đã bắn một tên lửa vào vùng biển phía đông nước này vài ngày sau khi Bình Nhưỡng công bố một cơ sở làm giàu uranium và tuyên bố sẽ tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Triều Tiên dường như đã phóng tên lửa đạn đạo và lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết tên lửa này đã rơi xuống biển. Cũng theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, khoảng 30 phút sau thông báo tên lửa đầu tiên, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo và tên lửa này dường như cũng đã rơi xuống biển. Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc đưa tin tên lửa được phóng đi từ bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Hôm 12 tháng 9, Triều Tiên đã bắn một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Đây là vụ phóng đầu tiên sau hơn 2 tháng, sau đó được mô tả là một cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa phóng loạt 600mm mới. Vụ phóng mới nhất này diễn ra vài ngày sau khi Triều Tiên lần đầu tiên công bố hình ảnh các máy ly tâm sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân, khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm một cơ sở làm giàu uranium của nước này. Trong một sự kiện tiếp xúc cử tri ngày 17 tháng 9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ việc bản thân trở thành mục tiêu của âm mưu ám sát là do nhiệm kỳ có sức ảnh hưởng của ông. Bạn biết đấy, chỉ những tổng thống có sức ảnh hưởng mới bị bắn. Ông Trump phát biểu trong sự kiện tiếp xúc cử tri tại thành phố Flint, bang Michigan ngày 17 tháng 9. Hai ngày sau khi mật vụ Mỹ ngăn chặn vụ nghi là âm mưu ám sát nhằm vào cựu tổng thống khi ông đang chơi golf tại bang Florida, New York Post vừa đưa tin. Tranh cử tổng thống là một công việc nguy hiểm, ông Trump nói với người điều phối chương trình, thống đốc bang Arkansas Sarah Sanders. Chúa vẫn chưa xong việc với cựu tổng thống Trump, ông ấy là người cứng rắn nhất mà tôi biết và là chiến binh mà đất nước chúng tôi đang rất cần lúc này, bà Sanders nói. Ông Trump cho biết bản thân cũng đã có cuộc điện thoại với Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris sau âm mưu ám sát. Tôi hỏi thăm xem ông ấy có ổn không. Tôi cũng nói với ông ấy điều tôi đã nói công khai, rằng không có chỗ cho bạo lực chính trị ở đất nước chúng ta, bà Harris tiết lộ trong buổi phỏng vấn với Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia. Ngày 17 tháng 9, Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Harris và ông Trump có cuộc gọi thân mật và ngắn gọn. Ông Trump nói đã có cuộc gọi rất tốt với bà Harris. Nghi phạm Brian Wesley Root, 58 tuổi, đã bị bắt và bị buộc tội liên quan đến súng cấp liên bang sau khi cơ quan chức năng Mỹ phát hiện người này trốn trong bụi ở gần sân golf và chĩa súng vào ông Trump hôm 15 tháng 9. Tờ New York Times ngày 17 tháng 9 đưa tin, cựu Tổng thống Trump đã có cuộc gặp riêng với quyền giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ Ronald Rowe Jr. đề cập việc thiết lập các biện pháp an ninh mới nếu ông Trump muốn tiếp tục chơi golf. Ông Trump đã hỏi rằng liệu có an toàn để tiếp tục chơi golf không? Ông Rowe Jr. cho biết, mật vụ Mỹ nhận định sân golf ở căn cứ Andrew, bang Maryland là địa điểm an toàn cho ông Trump vì đây là sân của quân đội. Âm mưu ám sát nhằm vào ông Trump ngày 15 tháng 9 đặt ra những dấu hỏi về độ hiệu quả của cơ quan mật vụ Mỹ trong công tác bảo vệ nhân vật quan trọng. Trong sự kiện ngày 17 tháng 9, ông Trump cũng cảm ơn mật vụ Mỹ. Họ đã làm rất tốt công việc, giờ đây họ cần nhiều người hơn, ông nói theo tờ Guardian. Nga đang tăng cường gây sức ép lên lực lượng Ukraine ở Kursk sau khi phát động cuộc phản công lớn vào tuần trước. Hiện có thông tin cho rằng có tới 38.000 quân Nga đã tham gia chiến dịch này. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đang phải bảo vệ chiến dịch xâm nhập lãnh thổ Nga trước những lời chỉ trích ngày càng tăng. Financial Times trích dẫn một lời quan chức tình báo quân sự cấp cao của Ukraine cho biết Nga đã huy động 38.000 binh sĩ tới Kursk. Trong đó có nhiều lữ đoàn tấn công được đưa đến từ miền nam Ukraine. Theo quan chức này, cuộc phản công của Nga vẫn chưa có quy mô lớn và Moscow sẽ cần triển khai thêm nhiều lữ đoàn tấn công nếu muốn đạt được nhiều thành quả đáng kể hơn. Trước đây, Tổng thống Zelensky từng ước tính Nga có thể phải huy động 100.000 binh sĩ để đẩy lùi hoàn toàn chiến dịch xâm nhập của Ukraine. Hiện đang có những lo ngại về việc cuộc tấn công của Ukraine có thể mang lại lợi ích cho Điện Kremlin. Theo giới phân tích, chiến lược quân sự hiện tại của Ukraine đang phản ánh bản chất kép của cuộc chiến, nơi xung đột diễn ra cả trên thực địa lẫn mặt trận chính trị, ngoại giao. Ukraine phải đối mặt với hai thách thức lớn, chiến đấu với Nga, trong khi tìm cách đảm bảo sự ủng hộ liên tục của phương Tây. Cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk từ tháng 8 năm 2024 dường như đã được tính toán kỹ lưỡng để định hình lại diễn biến xung đột và chứng minh năng lực của Ukraine trong việc thách thức Nga trên chính lãnh thổ của họ. Kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, Ukraine đã theo đuổi một chiến lược đa dạng và chiến dịch xâm nhập Kursk
được coi là một canh bạc có chủ đích nhằm phơi bày những điểm yếu của Nga và làm mất ổn định tình hình chính trị, xã hội tại quốc gia này. Không chỉ mang ý nghĩa về mặt quân sự, cuộc tấn công Kursk còn là cuộc chiến thông tin để thu hút sự chú ý của phương Tây và củng cố quan điểm cho rằng Ukraine vẫn có khả năng giáng đòn mạnh mẽ vào lực lượng Nga. Mặc dù diễn ra một cách táo bạo, nhưng cuộc tấn công này vẫn có hạn chế về mặt chiến lược. Một số chuyên gia lưu ý, chưa hết, khả năng thành công trên chiến trường Ukraine một phần được quyết định bởi các đối tác phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và các mục tiêu có giá trị cao ở Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, lực lượng Ukraine vẫn bị hạn chế về các loại vũ khí phương Tây mà họ có thể sử dụng để chống lại các mục tiêu bên trong nước Nga. Mỹ và các đồng minh chưa cho phép Ukraine sử dụng những loại tên lửa, chẳng hạn như hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS và tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow tấn công lãnh thổ Nga. Đối với Ukraine, điều này đồng nghĩa với việc các mục tiêu của họ trong cuộc chiến không phải lúc nào cũng phù hợp với tính toán địa chính trị rộng lớn của các đối tác phương Tây và đôi khi dẫn tới sự mâu thuẫn về chiến lược. Trong khi Ukraine tìm kiếm những chiến thắng quyết định trên chiến trường để củng cố vị thế đàm phán của nước này, các đối tác phương Tây như Mỹ và châu Âu lại hành động một cách thận trọng hơn để tránh xung đột leo thang. Việc thiếu các nguồn dự trữ cũng là một mối lo ngại lớn của Ukraine. Kể từ khi xung đột nổ ra, Kiev đã phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí, thông tin tình báo và viện trợ tài chính do phương Tây cung cấp. Tuy nhiên, các nguồn lực này là hữu hạn. Các kho dự trữ đạn dược của phương Tây, đặc biệt là đạn pháo, đang cạn kiệt. Trong khi các gói viện trợ mới của Mỹ đang dấy lên nhiều tranh cãi về mặt chính trị, rủi ro đối với Ukraine là việc tiếp tục các hoạt động như cuộc tấn công Kursk có thể nhanh chóng làm cạn kiệt nguồn nhân lực và trang thiết bị của nước này, đặc biệt khi sự hỗ trợ của phương Tây bắt đầu suy yếu. Trên mặt trận ngoại giao, cuộc tấn công Kursk đã mang lại những kết quả trái chiều. Một mặt, việc đưa xung đột sang lãnh thổ Nga khiến Điện Kremlin bối rối, có khả năng gây sức ép buộc Tổng thống Putin phải xem xét lại chiến lược của mình. Ukraine hy vọng điều này sẽ khiến Nga có vị thế đàm phán kém hơn. Song tình hình thực tế khá phức tạp. Bất chấp thành công mang tính biểu tượng của Ukraine ở Kursk, Nga vẫn cố thủ ở miền đông Ukraine và tổ hợp công nghiệp quân sự của nước này vẫn tăng cường hoạt động. Sau đó, cuộc tấn công Kursk có thể khiến Moscow lo ngại, nhưng về cơ bản, nó không làm thay đổi cục diện xung đột. Chiến dịch đột kích Kursk cũng có nguy cơ khiến một số nước phương Tây ủng hộ Ukraine dần quay lưng với Kiev. Các quốc gia châu Âu như Đức và Pháp vốn ủng hộ biện pháp ngoại giao và lệnh ngừng bắn, lo ngại xung đột sẽ vượt ra ngoài lãnh thổ của Nga và Ukraine. Những nước này đã bày tỏ rõ quan điểm rằng sự ủng hộ của họ đối với Ukraine phụ thuộc vào các hoạt động phòng thủ, chứ không phải là các cuộc tấn công vào Nga. Nếu xung đột lan rộng hơn, Kiev có thể mất đi sự ủng hộ quan trọng về mặt ngoại giao và bị hạn chế về các lựa chọn trên chiến trường. Mặc dù cuộc tấn công Kursk đã giúp khích lệ tinh thần của các binh sĩ Ukraine, song không dẫn đến sự thay đổi quyết định về cán cân của cuộc chiến. Thách thức đối với Ukraine hiện nay là duy trì quyền kiểm soát lãnh thổ mà họ đã chiếm được, trong khi tránh bị tổn thất quá lớn. Về mặt lý thuyết, việc giữ Kursk như một vùng đệm có thể cung cấp cho Ukraine đòn bẩy trong các cuộc đàm phán tương lai, nhưng với điều kiện Kiev phải có đủ sức mạnh quân sự để duy trì quyền kiểm soát khu vực này vô thời hạn. Đây là điều rất khó xảy ra. Chiến dịch xâm nhập Kursk cũng đặt ra những câu hỏi hóc búa về tính bền vững của chiến lược quân sự mà Ukraine theo đuổi. Với nguồn lực hạn chế và môi trường quốc tế đang thay đổi, Ukraine phải điều chỉnh các hoạt động quân sự của nước này theo những mục tiêu ngoại giao thực tế. Điều này có nghĩa họ cần cân nhắc cẩn thận những rủi ro và lợi ích của các cuộc tấn công trong tương lai để duy trì sự ủng hộ của phương Tây và bảo tồn các nguồn lực quân sự. Cuộc tấn công Kursk mặc dù gây ấn tượng trong thời điểm này, có thể trở thành thất bại đau đớn nếu Ukraine tiếp tục sử dụng nguồn lực quá mức trong một cuộc chiến tiêu hao chưa thấy hồi kết. Chiến dịch của Ukraine nhằm xâm nhập lãnh thổ Nga đã chứng minh khả năng tấn công của nước này, nhưng cũng phơi bày những hạn chế trong chiến lược quân sự và ngoại giao. Theo giới phân tích,
những tháng tới sẽ là thời điểm then chốt đối với cả Ukraine và các đồng minh phương Tây. Thành bại của Ukraine sẽ không chỉ được đo lường bằng những lợi ích về mặt lãnh thổ mà còn bằng khả năng duy trì sự ủng hộ của phương Tây, quản lý hiệu quả các nguồn lực và cuối cùng là đảm bảo một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.